Chạy chỗ đi chị. Đi. Ủa, coi chết ổng mà ở tù mà mang quà luôn hả? Cái này tao tao này cái thứ em tao tao giao cho cái thằng Châu đó. Bước lại đây nói chuyện với tôi coi. Bước lại đây không? Lại đây bà nói chuyện. Bước lại đây không? Tôi vô đó rồi ông mệt bà nha. Bây giờ ông có bước lại không? Ông lừa dữ không? Bây giờ ông có bước vô không? Chị lại chứ chị sợ vậy? Không làm gì hết chứ em sợ. Không làm gì hết em sợ. Đưa lại. Chồng của con nghe bố của chết mẹ đi cho rồi. Mà anh em, sau này anh em á phải nhớ lời mình nha. Nếu coi cứ vợ thì cứ con vợ nào nó ngu quá. Anh em cứ đừng cứ con vợ khôn. Ủa mà sao vô lý ta? Sao người ta nói là nhất là cứ nhất là nhà dột mà nhì là vợ dốt. Sao mình cứ vợ khôn mà sao mình cũng thấy hạnh phúc anh em? Sao mình thấy nó mệt quá? Mà giờ nó có nó đi mình ra nó trai khiến mà nó coi mình như con của nó vậy á. Mà anh em thấy không? Đó. Nó giao mình cái chậu bông dạng thọ. Dạng thọ mà không phải dạng thọ thường nữa anh em. Dạng thọ mà hiếu quêu không. Anh em thấy không? Vậy. Mà nó giao mình. Giao ông nụ nó giao gì? Không có giao vậy mà giao. Hử? Cái chậu dạng thọ vậy mà nó biểu mình á là Hãy chứng tỏ tình cảm với anh em thân thiết của anh đi. Là anh đi thêm sưng nhà anh em tem trung để trâu á. Ra nhà của anh tên á. Đó, rồi mình hối bạn chứ. Má mình nghĩ thiệt. Mà mình quay đến đó từ hồi sớm tới giờ mình thấy nó tốt. Mày sao mày tao mới nhắc cái mày tới giờ mày. Chứ chị ăn bà kêu em. Mày sống mày sống nhưng mà chết tao em gái mày hả? Chứ bà ăn bà kêu em xuống thêm tem thêm chừng tem tôi tới đâu mà ăn cho anh ngồi đây. Mà tao nói thiệt mày nha, đó. Mày là cái thứ dậu đổ bìm leo. Cái thứ có tranh quên đèn. Tranh quên đèn gì? Có điện quên đèn dầu. Không, nói vậy. Mẹ giờ mày thấy ông vợ tao rồi, giờ mày coi tao như cứt ấy. Tao như cứt ấy. Điệt mạng. Đúng này. Tất cả đều đúng. Đúng hợp lý. Không coi tao ra gì hết mày. Mày hầu lâu giờ mày. Ê, ấy đằng vợ tao nói mày xuống thăm chân đúng không? Tao hỏi mày tại sao nó không đi. Nó không đi thăm chân. Mày nói tao mày đi. Thì bà mất người làm hàng đó sao đi. Mày hàng bữa nay không làm mai làm. Công chuyện thằng ông Sâm đó chắc đi làm kịp đâu mai đúng mốt. Cái thằng đi bây giờ nói thiệt thì tao nói mày hết được. Mày bây giờ là cái đầu ngoại bây giờ như tao hú ở trong đó rồi. Vợ chị ăn nói em mới nghe thôi còn anh bao quá không? Anh em thấy không? Có tiền nói nó mới nghe. Giờ mình thân tàn ma dại không có tiền mình nói đâu không nghe. Giờ nó kêu bây giờ chị ăn nói nó mới nghe còn mình nói nó không nghe. Tụi mày không nghe vậy tao gọi mày vô đi chơi mày thằng chó. Bảo kêu em đi thăm chừng anh này. Thêm chừng thì không bây giờ mình mày đi. Không giờ mà có thấy nào thêm chừng mà mang nhận thọ tới nhà thêm không mày? Không có. Bé, cái đầu của thằng cu đó nó bị cái gì rồi? Nó bị con vợ mình nó bớt buồn mơ anh em. Tao nói mày theo ông vợ tao một thời gian nữa. Cái đầu ngoài tao nói mày giống như dòi nó đục trong đó. Nó đục rứng từ lỗ tai đi qua lỗ tai kia. Thúi lỗ tai, thúi cái bụng, thúi hết luôn. Giờ ai có tiền em theo vợ em biết đâu. Mày giờ tao đi chứ anh ngồi chi. Nói đi thêm chừng bà chơi anh nha. Tao nói cho mày biết nè. Ê mày cầm máy đi. Tao trịnh trọng tao thông báo cho mày biết nè. Trời ghê chưa? Ghê chưa? À, không. Mày cầm không chắc là tao đập ở trong cái mặt mày. Mày tao trịnh trọng thông báo mày nè. Máng nè. Tao cả hú. Chủ gia đình. Cả hú. Chủ gia đình. Tiếp chứ. Tiếp tên nào là được. Ngu quá vậy.
mày hiểu không? Đội con vợ tao á, điều tao á, do tại vì nó đẻ cho tao ba đứa con nên tao nghĩ tao thương, nên là tao nỡ nó xí đỉnh tao. Mày hiểu không? Đội mày biết cái tình tao đâu, con vợ tao làm cái gì? Cỡ nó hả? Một quéo chết. Quéo chết. Ông chết không? Chúng mày ghi âm gì tụi nó mà. Thằng mày tao, mày coi tao đàn ông trai, đầu đội trời chân đạp đất à. Chứ chừng anh hồi giờ anh đập đất. Vậy thì tao nói đúng đâu, tao sợ gì vợ tao. Vậy tao nỡ tao. Hồi giờ ông đi trên mai nắng đập đất không đi à? Riêng mày. Mấy cái thằng này, mày nói là mày có tiền. Mấy mày nghĩ tao, bây giờ nghĩ tao, mày nghĩ tao rồi. Một mình tao thân tàn ma dạy thân cô thứ cô. Tao ra thêm chân nhà mấy anh kia đậu mày rồi lỡ tao cầm bông nhãn thọ vậy đụng vô thêm chân rồi nó đập trong mặt tao rồi tao chết là sao mày? Thì nói cứ có gì thêm đấy. Mày vậy có khi nào vợ tao nó muốn tao chết nữa mày nó cứ gắt mà. Đâu đó. Chết cũng đâu đó chứ thoát đâu. Mày sao biết? Đồ mày nói ra mày biết đâu đó liền. Ờ mà không. Em hiểu làm sao đều anh sao anh sợ vợ anh giữa anh. Bả cũng người dưới nhau mà anh sợ nhảy. Mày nó buồn buồn nó trắng. Quả sao tự nhiên ngầu lại dơ với ta. Nó buồn buồn nó trắng tao một tay của tao không sợ. Ba chuyện đó bình thường như. Mày có cách nào cho được con vợ tao mà. Cho mày 100 ngàn. Tao hứa, tao thiệt. Ông làm gì có tiền là đưa tôi 100 ngàn. Ê, cái thằng kia. Đậu mày tao á, tao nói mày rồng chết còn vay nha. Tao đậu mày còn sốt sờ sờ đây một ngày tao làm được đủ. Cái 100 ngàn bạc tao cho mày, tao coi như ngày đó tao không làm, tao chấp nhận luôn. Hiểu không? Tao phụ vợ tao làm, vợ tao cho tao 100 ngàn, ăn sáng uống phơ. Tao không ăn sáng uống phơ, tao cho mày được cho. Chưa thấy. Tiền tư mới thấy được. Cái này tức rồi. Tao đập trong mặt mày. Ê, riêng tao á, ê, mày đưa hai cái mang tay mày, tao đập trong cái mang tay mày. Ông bớt nổ nổ dùm cái tiền tay mày. Tiền của anh Tây anh chị ăn mượn làm video anh bớt nổ dùm cái. Anh ở nhà không, anh làm tháng 30 ngày anh làm mẹ gì đâu mà. Trong mày cái thứ quần quỳ gì mà không biết hết vậy mày. Mày cái thứ gì mà không biết hả? Anh ơn số mày mà, sao em biết được. Tao nói mày á, tiền trong tay tao là của tao. Còn cái câu chuyện con vợ tao mượn là cơ mẹ liên quan tới tao, mày hiểu không? Thôi vợ đưa 100 ngàn ra chứ. Hứa cho rồi mà. Mẹ mày tiền đâu đây 100 ngàn. Lấy từng đó. Lấy cục đó lấy 100 ngàn chắc bạn không biết đâu. Ờ mày đúng rồi ta. Chứ anh tiếc gì em 100 ngàn cứ anh ngồi anh chơi nghĩ như vậy. Anh rút một tờ kêu cho thằng Nam để rầu. Mà mày có gì ở trên vợ tao không? Có màn đây hay lắm. Tạm tin mày lần đây. Một tờ một duy nhất. Đâu nói mày gì? Hay là về trôn kiếm gì trôn giờ anh cha. Trôn sao mà có ai biết. Mày nói chuyện như vừa vô mày mày. Thả trôn à mày nói à. Ví dụ như bây giờ tao giả đò tao trung gió tao chết đồ mày hay là gì đó. Chứ tự nhiên con mày nói gì tự nhiên giờ trôn vợ tao. Tao đang muốn trôn mà cái đầu tao nó yếu mày không? Tao không nghĩ ra. Tao mới đưa mày 100 ngàn. Nói như không. Bây giờ trôn anh ra đường bị xe nó cát rồi. Xe nó cát rồi. Để tay vậy cho mày. Ê, cái thằng kia. Đủ. Mày đưa lại 100 ngàn mày thích mày bước giờ. Tao không cần trôn nữa. Chưa đưa 100 ngàn. Trời rồi đừng có đưa lại nha. Lớn rồi nha. Chưa biết có trôn được hay không. Bây giờ mày trù tao vì ra đường xe cát mày. Cái thằng đụng của tao còn sống là mày mới có 100 ngàn. Tao chết rồi ai đưa mày 100 ngàn. Giờ trôn bà em đúng biết trôn gì nữa. Tất đây đều đúng. Bí màng trôn nào biết trôn gì nữa. Giờ làm gì? Giờ tao mà làm gì? Đi ra thâm sưng cho mấy người nó quýnh cho chết đi. Ra thâm sưng cho mấy người nó quýnh cho chết đi. Ai hốt mà. Đó nó mày gì? Nó mày. Đó nó cho nó làm hàng xong rồi. Xong rồi nó tự đem mấy cái hoa dặn thọ đi ra thâm sưng nhà tao. Vậy gì à? Tao đâu có ngu tụi đi. Còn tao cái đều tao còn sáng. Vậy gì bà bơm cái đều ông luôn. Trời không đi. Thật, thân nhỏ đây nha. Nếu em giờ cũ yếu rồi, em chạy ra quán mà em đi mua chai nước, em chạy vô liền không? Mày vậy, nãy mày nói mày cái đầu mày yếu đi. Sao kêu mày có màn tròn hay mày? Thì em mua chai nước em vô có màn tròn hay cho anh. Được chưa? Lẹn mẹ. Đi vô nhanh vừa nhanh chứ không phải đụng ngầu đớ tôi đơ, ngầu tôi chờ ở chiều nha mày. Rồi. A few minutes later. Đoàn thắng ơi, không? Em ra ngoài kia em chưa kịp mua chai nước em có màn tròn đây em nói anh này. Chờ cháu không? Cái tròn được vợ tao không? Được. Tròn được luôn. Mày tròn được vợ tao mà đứa tao nhảy đụng từ lầu 12 xuống tao nhảy luôn á. Được.
Mày tao hỏng nó thấu chừng, còn nhìn nói gì giao đủ được rồi. Mày nói được được mà đứa này mày đi rồi tao biết gì tao tròn mày. Thì theo em con sao mày nói. Chứ mày đồ mày làm gì ào ào á, biết đường nào đỡ mày. Đồ gì đâu. Đồng tiền của tên nhờ. Đồng tiền của tên nhờ quan trọng lắm anh. Hay đồng là... tiền của ai cũng quan trọng mày. Cái thằng đồng mày nói chuyện không mà tao thấy nó cũng đã là không hợp lý rồi. Đừng ngồi chỗ đây chối quá. Ý là giờ rồi mất hết số tiền của anh tên thử. Rồi còn... bụng mày cho nó cạo sọ tao ấy. Thì... mày cái bầy cái chuyện ngu dại. Tròn mà đâu lắm phải mất tiền đâu mà anh sợ nhảy. Vậy mà anh nói tròn. Mày thông minh. Tròn. Đồ quá cái đầu mày sao nay mày sao chán dữ mày. Học tiếng liền đâu. Đấy rồi bây giờ tao ngồi đi. Giờ sao? Giờ tao ngồi đi. À, anh ngồi đi em về em kêu bãi vô. Mẹ ổn nhỉ mày biết cách tròn nhỉ mày. Ổn được hết á. Anh yên tâm đi. Em giờ kêu bãi vô nha, anh ngồi im đây nha. Giờ tao tạm tin mày lần đây làm gì nữa. Ngồi im đây đừng có nhúc nhích đầu hết á. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. A few minutes later. Giang. Mày đang làm mà có gì kêu tay dựng ngược dựng xuôi vậy? Tôi đã nói rồi. Tôi kêu hai lần tiếng. Đấy nữa. Ba lần, hiểu không? Ai bày mày cầm mấy bữa nay tao ra lệnh mày mới được cầm nha. Chả ai cho mày cầm. Ông hao đâu? Chứ đừng không, ông liên quan ở tao đang làm mà ông chơi. Ấy là em hỏi anh đâu. Chứ tao kêu ông, tao mới gọi ông gì ông kêu đi cầm bông đi ra nhà của anh tên thêm sưng mà. Cầm bông đi ra nhà của anh tên thêm sưng mà. Thôi chết vậy ông. Chứ mày thấy ông ở đâu hay sao? Anh Hằng gây án lớn. Mày ngu mày chết mày để mày nhìn. Ông ngày nào có án mày không? Thì nói thiệt, cái đây là án lớn. Chị bán nhà chị chung không được luôn á. Cái gì mày nói thứ đi, tao nghe thứ đi. Anh làm mất mấy chục triệu của bao. Đứng thẳng thẳng mặt quá mày ơi. Em nói thiệt á. Tao đưa tiền ông đi trên nợ mà. Ý là em làm mất thiệt, em nói thiệt á. Ông nói cho em tên đi, ông kêu đừng có nói đi. Mày nói lại coi tao coi. Mày nói lại coi. Đi, ông mới cho em trên đi, trên máy đi. Có mọi em giỡn chuyện gì. Em có lông nách em đi giỡn chị nè. Trời chết rồi. Mà mày nói thiệt không? Tao hỏi thiệt đó nha, tao hỏi nghiêm túc có nhân tiền bạc chứ không phải cái đồ trao đồ em, đồ. Chị nhìn mẹ em có giỡn không? Còn chứ tiền bạc mà nằm mất mấy chục triệu cho ông đâu. Rồi chị điện thưa ông dám gì không? Thì ôn dịch. Chính lệ em bán chị trả nợ nè. Chứ giờ ông đang ở đâu? Ông đang ông ở đâu? Ông ngồi theo giờ. Theo bữa xe sát nhà chạy. Cho mấy mới giờ ông không chi à mà ông ở trong bản ngầu trong đó làm ông gì? Sợ ông làm mất tiền, ông sợ giờ chị chứ sợ. Mà ông làm mất tiền mấy mới giờ ông cho mày 100 ngàn tiền nó còn cho anh nữa. Ông bị cái miệng em, ai biết. Trời. Ông nói tiền với hàng chị chờ sáng ông tìm mua thuốc hút đây. Mấy bận, tắt máy tao luôn. Mẹ mày giờ mày dẫn tao vô. Gọi anh cuồng nữa. Bây giờ gọi chừng nào giờ mày gọi mày khùng rồi đã gọi đã không bắt máy rồi mày gọi đi gọi lại nữa ai chắc ông sợ chắc ông nói mày sao mày nói mày đừng sợ mày nói ông nói mày nhây ông kêu em đưa em trên ngàn kêu bịt miệng em kêu ông giờ ông sợ suy tư ý nói chạy á là tư sao kêu tao suy tư vậy chứ bà suy tư hồi giờ mà bà hỏi vậy nghĩ tiền bạc đơ mất rồi giờ ông ngồi trong đó làm gì. Ai biết ông nào ngồi đi đón xe chuẩn bị cũng đi hả? Ông đi cũng bãi nhà cũng đi hả? Chứ ông đi đâu mày? Ông đi Đường Hoàng em biết rồi em không hỏi chị. Chị giờ ông ở đâu? Ở trong đó đúng không? Dạ em trai ấy tiền trên nhà em dám nhận không? Nghe bây giờ mày biết mấy cái kiểu của tao tiền đó mày biết ở đâu không? Tao mượn của ông tên đó đôi gì là tao quay video em mượn, à? Chị mượn ai? Chị mượn chứ em đâu có liên quan đâu. Mày làm biết được chứ? Ông làm mất vậy? Dẹp giờ dẹp hết hàng hóa dẹp hết. Dẫn tao ngay chỗ đó thôi ông này đang ngồi luôn. Ông ngồi trong bụi tre này. Ê, giờ tao không cầm ở đây được nữa, giờ tao cầm ở đây được nữa. Thôi, ở tôi một con bà, mày thà bà cầm. Chứ mày biết tao mấy chục triệu, bây giờ mày đi ra. Thà bà cầm cái dây bà cột ống cho ông khỏi đi xe cho ông đi mất. Đi lẹ đi. Đi. Đi mất vậy. Mày chờ tao cho mày, chuyện nghịch từ từ chứ. Ép tao là người mất tiền, tao mới là người đáng buộc này. Em cũng đang sợ đi.
chị mất mà em cũng sợ đi. Bên ngay đi. Bên đi. Trời không táo hả? Thôi chị đứng đây chứ ông giúp ông chạy mất á. Chút ô kìa. Thấy ngọt kìa không? Cháu ngầu đã làm gì vậy? Đây cả cháu đây chị. Đây. Chúng làm gì vậy thử? Ủa, còn chết ông bà ở tù bà mang quà luôn hả? Này tao tao này cứ nghe người ta chọn gì hết chọn cháu đâu. Bước lại đây nói chuyện vui coi. Bước lại không? Lại đây bà nói chuyện. Bước lại đây không? Tôi vô đó rồi ông mệt đó nha. Bây giờ ông có bước lại không? Ông lừa dữ không? Bây giờ ông có bước vô không? Chạy lại chứ chị sợ vậy? Không làm gì hết không sợ. Không làm gì hết không sợ. Đưa lại. Chồng của con nghe cái bố của chết mẹ đi cho rồi. Bước lại đây coi. Giỡn cho thì sợ hả ông thằng thử. Tiền bạc tôi đâu. Ông làm gì mà đơ mắt mấy chục triệu. Bước lại đây luôn nói chuyện coi. Lại đây chứ bà làm thịt anh sợ gì anh không. Nói bước lại đây mình biết không. Em lỡ nó mất thầu. Mày lỡ mất thầu. Tiền mà chỗ nào mà đợi cho mất. Cứu tao nè. Đéo. Ok xong. Chẳng bảo cái túi sách của ông đâu. Hồi nãy tôi muốn bán cho một túi sách đâu. Túi sách đâu? Anh bỏ túi sách mà anh bỏ trong cốc chia mà nó bị kỹ nó lụm mất đầu. Đúng là con trai của nó lụm đầu. Mà chứ bán đâu mà bị kỹ. Anh bỏ trong cái cốc chia đó anh uống phơ. Xong rồi ở ngoài đây anh bỏ qua chìa khóa. Đừng cứu người ta cho nó cứu. À, thôi em từ từ đến làm anh trả. Anh trả gì mà làm trả được thử. Từ từ. Tiền bạc nó dùm gì. Cái giải quyết là ai ai nói cái làm. Ý là từ từ. Chị cứu vậy. Giờ ông làm gì giờ làm sao. Ê, cũng vậy thì ta dòm cho ta cười. Dạ, ông đi luôn ké, ông đi đi, ông đứng về nhà nó không ăn. Ông đòi, anh ngại đó mà. Vậy tiền mấy chục triệu chứ không phải tiền một đồng, hai đồng đâu không. Lỡ mất thâu chứ anh đâu muốn, anh bỏ rồi cốc chia mà anh ngồi đơn em nó lụm cho em chứ đâu. Ông giờ ông về nhà tôi rồi tôi cạo đều ông luôn, tôi thờ, tôi cạo đều ông luôn, nói trước cho biết á. Vậy ra ông giờ muốn về nhà không? Giờ muốn về nhà không? Vì sao tiền đó, biết tiền không? Tiền tôi mượn tin đó, tôi trôn đó nha. Tôi làm video á, cho thấy tiền của tôi ta làm có đâu nha. Mà giờ ông 1-2 tiền mà ông kêu mất là mất là mất ấy. Thử con người khờ cũng khờ gì vừa giống hâm. Thử đem tiền ra đưa té nổ mà muốn đi uống cà phê cà pháo sao uống cho mấy mớ gì đi. Dẹo vô trong cái quán cà phê chi đó thì đâu mất đi được. Thử bây giờ lại chỗ kia nói chuyện cho ngầu sức mạnh nhạc của người ta. Từ trong mặt nó cứu lại đây. Từ làm gì? Ngầu xuống đây mà. Tôi nói ông sao thử tiền là tôi đưa trước khi đi tôi đã căng dặn rồi, cái đầu mình đã yếu rồi á thì mình ráng mình giữ đi cái bổn phận mình mà làm xong rồi mình muốn làm gì mình làm ấy. Tôi đã kêu là đi cầm cái bình bông ra mắc công mua bình bông mười mấy ngàn bạc nữa đi ra ngoài nhà của ông tiên là bình bông đây bữa mua trong Tết chứ bộ.
thì trong Tết cũng mua mấy nhà nho ở đâu có. Chứ ông cũng trẻ tiền ra. Thì trong Tết nói trong Tết chứ. Hai anh em ra ngoài nhà cô tin kịch thanh xuân rồi trẻ tiền luôn. Cái màn trôn nghĩ sao? Cái màn trôn mà tôi ngú, tôi nằm tôi ngú mà tôi dứt ốc tôi nghĩ. Tôi nghĩ cái màn trôn hay sao mà hay hay luôn. Nghĩ tôi, cái màn trôn đó tôi nói là tôi gọi. Tôi mà làm cái màn trôn nó thế là mọi người chú nó hương ứng, nó mừng, nó khen đồ gưa lắm mà nhau hay dây đâu. Bây giờ ông làm vậy trong quốc hết à. Anh sợ. Chứ mấy gì anh sợ gì? Nó nhiều đó đâu vậy. Cái kịch bản là đã lên như vậy rồi. Theo cái khuôn vậy làm chứ. Mấy mơ sợ nhỉ. Làm gì có nhiêu đó không giao cũng được thôi chứ làm gì. Không có làm gì hết hăng ơi. Mẹ giờ thâu mệt, giờ tôi cũng không người tao trôn trước nữa. Mệt dịp. Giờ tôi cũng làm nữa. Giờ ông làm gì ông trả tiền tôi. Giờ ông có trả không? Hả? À, giờ từ đó tôi anh làm anh trả chứ. Bây giờ ông làm gì có tiền trả không? À, tôi... Bây giờ ông trả không? Có trả không? Không không, giận anh em. Bây giờ. À, loay cho một loay là tao nói hết thu luôn á nha. Nói không? Bây giờ mình làm trẻ. Có. Bình tĩnh, có người kìa. Cậu nói tôi vậy giết chồng. Mẹ giờ họ thấy chồng còn. Bây giờ ông có trẻ tiếng ông nói. Mà nói có là ở đâu có. Nè. Em có biết gì anh làm mất một việc. Nữa mày, có trong đây không? Không có. Giết đầu giết ép mình liền nha. Mình ông làm mất không mày? Ông có nói không? Có. Ừ. Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền qua quần quỳ mà tiền thử. Tao hỏi mày đưa tao đưa lúc đưa là đầy sách. Bây giờ không có đồng kia nào hết. Thôi em đừng vào quá. Giờ đâu đây? Dấu. Ông giờ đâu ra? Để ông nói ông mất, ông làm mất rồi bây giờ tiền đâu ra? Bảo kiếm con. Tiền đâu kiếm ra? Nè. Giờ tôi kêu ông đem tiền đi cho người ta chứ. Em quýnh anh á, người ta nói em là bú u á. Chứ giờ ông hiền quá. Ông dạy ai chịu nói ông bởi. Giờ tôi nói ông đem tiền đi cho người ta. Bước lại rồi. Bước lại. Bây giờ nha. Nghĩ sao vậy tôi người có người nào đi thấy xuống nhà ông trời. Hử. Ông làm gì vậy hử. Thằng già nói gì mà. Tôi không nhờ ông nữa nha. Tôi không nhờ ông nữa. Tôi làm luôn. Không nhờ cái bán mặt ông nữa nha. Ông đừng về nhà nữa. Nãy là cái đầu ông xém. Về nhà ông xém cào rồi ạ. Thằng mày đi về. Thôi giờ. Ông chiều đêm về nhà ông chắc biết là gì. Tại sao mày. Ở trong luôn. Ở đó luôn hay sao. Dám trôn vợ. Trỡn gì. Nè mày lấy bình bông cho tao. Anh cứ tặc giận. Ông muốn đi mà chờ ông. Ông đứng im đấy cho tôi nha. Ông đứng im chỗ đấy cho tôi hả. Mày cầm gì vậy? Đỡ tao cầm đi coi. Mày cầm cái chậu nữa ấy. Rất mất cái chậu của tao, mất mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn. A few minutes later. Mọi người, nãy giờ thấy nãy giờ em trứ đồ năng lượng thiếu hút không? Ra nào nãy á, trước khi đi á, không phải trước khi đi mà nãy đang trên đường đi á, làng Nam nó có nói nhắc nhỏ em á là ông Hân ông cho em rồi, nhưng mà á em vẫn vui, em vẫn bột cho vài cái, đợi sao biết không mọi người? Chẳng đâu. Với lại lâu lâu mới được quấn mà. Sẵn cơ bột luôn. Mệt quá. Cho em biết cái lỡ đồ. Chứ không phải người em dở em hiếp. Mà em nói luôn đây nhắn nhủ luôn mà với mấy chị luôn này. Chồng mình là lúc nào mình mà chẳng đều quá đó mọi người. Chứ mấy ông gư lắm chứ không phải như bờ ngoài thấy vậy đâu. 5 người 10 người chắc được người 2 người hiền lành thiệt thà. Mà 2 người đó chắc cũng có vợ. Chứ mà mấy ông đồ lại toàn ma ly ma lanh không. Chứ không phải bình thường đâu mà mấy chị ơi. À, cho nên là em nhắn nhủ vậy thâu thâu giờ em tự em đi trôn luôn, không giao cho ông nữa. Và em nói luôn cái màn trôn mà nói đem bông dạng thọ luôn này cho đỡ nhiều người mấy anh chị đang ngập ngừng. Tức là
em sai ông á, đem cái bông dạng thọ đó ra nhà của anh Tin thêm sưng. Mà bông dạng thọ mà cầm bông dạng thọ ra thêm sưng của nhà người ta là mọi người biết rồi. Ôi, em giết ấp nằm nghỉ chút tấu nằm ngươi gơ gốm luôn mọi người. Anh nghèo lai hàng ngủ tấu nằm ngươi luôn, nghỉ ra ý tuôn luôn, nằm đeo đeo lắm chứ. Tôi nghĩ mà hay lắm mọi người. Công tình công sức em nghĩ ra, em bông dạng thọ đồ ra xong thêm sân rồi con rồi trả tiền rồi thì như vậy làm em trái quốc luôn. Thì thâu mình thua kiểu này mày kiểu khác nha mọi người. Thì sau đây thì em tự em đi tròn luôn, không đâu không đi nữa. Thì giờ em kết thúc video tại đây nha mọi người nha, chứ giờ video em thấy cũng dài mà cũng tổng không tuần chứ không à mọi người. Cảm ơn mọi người đã yêu mến ủng hộ em nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, mọi người thấy video này hay cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha mọi người. Dạ, xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn.